Bác nghe cho ngoại từ đầu là nó tất cả nghe lại này, còn không được là thôi cháu sẽ tắt máy này. Cháu rõ ràng này. Rồi. Bây giờ bác mua nhà cháu 21 chiếc xe phục dựng lên trọn gói là 25 triệu là xác xe của cháu màu đỏ. Nó có củ máy này, hơi đầu bò tất cả củ máy này, khung sườn này. Giấy tờ biển số là xịn 100% được chưa? Ừ. Còn lại bình xăng này, yên này, thụt trước thụt sau, bô vành, bô này vành này, sinh nhan này, pha đèn này, cùng công tắc này, tay lái này, tất cả mọi thứ cho vào hàng 1-1 được chưa? Đấy. Ừ. Nếu mà bác bảo Kiên ơi bác muốn đổi bình xăng thì cháu cộng thêm tiền. Tiền gì? Ví dụ tùy, bình xăng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Nhưng cháu nói để bác hiểu. Nhiều khi các bác cứ đòi hỏi rất là nhiều là cháu rất là bực mình. Cháu bực mình là tính cháu rất là thẳng thắn. Thế bác... nhưng mà thích đồ thơm đúng không? Đúng rồi, đấy, bác nói thế cho nó dễ. Bác cháu mình toàn đàn ông mà, nói cho nhanh. Thế còn bây giờ bác hỏi cháu mở cửa hàng ra, cháu phục vụ các bác. Là cháu công có lãi cho mà mở cửa hàng ra xong là cứ nọ kia đâu. Còn ai hiểu thì không hiểu, thôi cháu không quan trọng. Bác thông cảm như thế. Em gọi cho bác Trần Phong ở miền trong. Ai giờ bác ạ. À, con chào bác nhá. Vâng, bác có... Bác bỏ thuốc đi, nó vi phạm bản quyền đấy. Rồi. Đây, bác nhá, bác thích màu đỏ đúng không ạ? Đây, trước hết bác nhìn một vòng cửa hàng con này. Đấy, một vòng cửa hàng đây, con năng nào đây, màu đỏ đây, đúng không? Đỏ đen có hết. Vâng. Đây, cửa hàng đây. Đây, bác nhìn này. Rất nhiều xe, đây mới là một phần nhỏ cửa hàng con mới mang lên cửa hàng mới thôi. Đấy, đây mới là phần nhỏ thôi. Đấy. Đấy. Đấy, con qua em cầm màu đỏ màu đẹp cho bác để bác nhìn. Đây. Con này con màu đỏ này. Tú ơi, kênh con màu đỏ này ta bác nhìn. Cho hẳn ra ngoài cho bác nhìn. Con này con bán về Thanh Hóa rồi đây này. Con này con bán về Thanh Hóa mà khách gửi lên để dọn thêm đồ vào đây này. Tức là đầu tiên người ta dọn vừa vừa, xong dần dần người ta đam mê ta dọn đắt lên tí nữa. Đấy. Con của bác là dọn lên nó đúng như này nhá. Đấy. Ok cháu. Bác này dọn tầm tiền bao nhiêu vậy? Con tư vấn thôi. Đấy thì bác nói với cháu là tầm tiền 30 triệu đấy. Đấy nhá, thì trước hết con nói bác như này nhá. Và tất cả cùng đồng mạng cùng xem này, để đỡ phải mất công hỏi nhiều này. Cái việc đầu tiên là con sẽ phục dụng một chiếc xe bác này, màu đỏ hay màu đen không quan trọng, được chưa? Rồi. Từ đồng nét sắt vụn như này đúng không ạ? Còn màu đỏ là nó theo đăng ký cháu. Không, con đang nói là màu đỏ hay màu đen không quan trọng, đều tiền như nhau. Con chắc chắn là màu đỏ phải theo đăng ký rồi. Đấy, thì con phục dựng lên như thế này. Đấy. Đầu tiên của bác là tất cả xe của bác xe mới phun như này. Đấy. Đầu tiên, kể cả hơi đầu bò này, bác thấy không? Đấy, là mới tinh cái thứ lại hết phun mới lại hết như này. Là 25 triệu bác nhá. Nhưng bác bảo là bác làm con 30 triệu đúng không? Thì con tư vấn cho bác là bác thêm cho con cái bình xăng để cho cái xe nó vuông như này, thêm cái thụ trước là 3 triệu, bình xăng 3 triệu là 6 triệu. Nghĩa là thụ trước là nó không bị mài mòn, không bị chất chát gì đúng không? Đúng rồi, cho là phun mới lại hết rồi mà. Vâng không ạ? Tức là ý rất nhiều người vẫn chưa hiểu được vấn đề là ôi em ơi xe của anh còn đi ngon lắm, máy vẫn êm lắm, nhưng cháu cũng bổ ra cho làm lại hết. Cho nên là bác gửi, ví dụ bác có xác xe bác gửi là 20 triệu, bác không có xác xe bác mua nhà cháu thì là 25 triệu. Êm hay không êm không quan trọng. Cái điện nó là điện zin hay là điện zin bác, điện zin ICD, ICD đúng không? ICD, vâng, bác thích vào zin thì cho vào zin. Đấy, bác thích vào 1-1 vào 1 ICD còn lỗ zin đúng không? Vâng, nếu bác cần IC zin của lỗ con zin, con sẽ nhắn mạnh ở trong cái tin nhắn này IC zin của lỗ zin các bác. Xin chào. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy, bác đang nói là cái xe của bác á, xe của bác mà bác đặt cho con 30 triệu ạ. Vâng. Thì đấy, bây giờ, đấy thì con nói là bác chỉ 25 triệu thôi, chưa nói đến 30 triệu. Vâng. 25 triệu thôi, thì bây giờ bác muốn vào thêm cái gì con vào đấy. Ví dụ bác nghe con nói lại này, tất cả khung sườn máy móc giấy tờ đăng ký là Honda 100%. Đúng không ạ? Vâng. Đấy, còn vào hàng là vào hàng 1-1. Đó là hàng giả zin đi, hay là nói cách khác là hàng lô đi. Đấy, cho bác dễ hiểu. Thì là tổng trọn gói là 25 triệu. Nhưng bây giờ kinh tế bác thêm 5 triệu nữa chẳng hạn, thì gọi là 6 triệu đi. Thế là bác vào cái bình xăng 3 triệu. Bình xăng có thể lên đến 5 triệu, 10 triệu cơ. Nhưng bác vào cái bình tôi thiểu nhà con là 3 triệu rưỡi, nhưng mà trừ đi cái bình nô của nó là còn 3 triệu. Bác vào cái thủ trước là 3 triệu rưỡi, bác trừ đi 500 là còn 3 triệu. Vì vào xe mới là vào đồ mới thì nó mới đều. Chứ vào cái thủ triệu rưỡi 2 triệu cũng được, nhưng cái cỡ đúng không ạ? Đấy, thì con đã giải thích. Quan trọng nhất là nói thôi, nhưng mà cái bác nói cái kia này. Vâng. Kia này. Vâng vâng. Nói kia là cái quan trọng nhất là cái đôi thụt đấy. Đôi thụt là thụt sau thụt trước là cái ti nó phải ngon. À thì đấy, thế thì bác lại vào cho con thụt trước thụt sau thôi, bình xăng ngần vào nữa. Đấy. Ti nó phải ngon rồi đi nó không hắc. Đúng rồi. Thì vấn đề đấy vẫn là tiền mà, thế mới sinh ra tiền. Tại sao mà bác gọi là điện là cái điện zin, chứ điện mà điện lô là quận điện thì lô rồi, IC lô rồi nó... con nói luôn cho bác là thường thường bây giờ là nó là cuộn điện
mâm điện nó ngon nhưng nó vào cột điện khác hết. Cuối cùng ngày xưa thì lấy đâu ra nữa. Thế nó vào cột điện ngon cho bác, bảo hành cho bác. Và đi xe zin thì có. Đấy, đi xe zin thì có chắc chắn luôn. Đấy. Bác phải nhớ như thế. Đây là pha đèn này, có được pha đèn zin đâu cháu? Pha đèn zin bác mất thêm tiền. Đấy, bắt đầu cộng từ 2 năm triệu, bác cộng gì thì vào tính tiền rồi đấy. Thì nếu mà bác cứ đòi hỏi zin hết như thế thì nó lại giá cao hơn. Nếu thế mà bác cho bán cho bác 2 năm triệu zin hết thì cháu là phá sản. Thế bây giờ là bác có mấy cái yêu cầu này. Rồi. Cháu này bác có mấy cái yêu cầu này. Vâng. Cái thứ nhất là cái pha đèn thì nếu là không phải là pha đèn zin thì pha đèn lô thì có mấy ngày nó rỉ mất. Không rỉ, không rỉ. Cháu lại nói vui bác câu này này, bác muốn không rỉ, bác muốn zin hay muốn nô, cháu cũng nói vẫn là tiền thôi. Bác cứ từ 25 triệu bác cộng lên. Đấy, bây giờ là cái video này nếu người nào xem là hiểu nhất này. Bác cứ biết mua nhà cháu là 25 triệu, chọn gói full mới là như này, chọn gói hiện tại bác là 25 triệu. Đấy, bây giờ bác muốn vào cái gì cháu tin rằng ở đấy, ví dụ bác thích bình xăng. Thì cháu đọc bác giá bình xăng, bác thích vào thủ trước cho đọc bình trước, thủ trước. Đấy, quan trọng là kinh tế của bác nó chỉ có 30 triệu thôi, thì nó chỉ được tầm đấy thôi. Chứ nếu mà bây giờ cho bán cái 30 dạ. 30 triệu của bác là bây giờ là được có một thêm được cái bình xăng đúng không cháu? Thêm bình xăng và thêm cái thủ trước là 31 triệu. Thêm thủ trước còn thủ sau có được không cháu? Thủ sau ti sau có được ti xịt không cháu? Bác phải thêm tiền. Nhưng mà nếu như là ti lô thì có đi được, có được thời gian không? Đi ngon lành luôn cho bảo hành cho bác. Vì nói là lô cháu là hàng 1:1 mà. 4 vỏ xi nhan là 4 vỏ lô đúng không cháu? Nó là 1:1 hết. Các bảo 1:1 hết rồi. Vâng. 1:1 hết, bác vào zin mẹ nó mất thêm tiền. Cứ thêm một tiền ra thôi. Vâng. Đấy, quan điểm nó rõ ràng quá, mình mua bán nó nặng nhằng làm gì đây này. Đấy. Cháu muốn bác phải rõ ràng như thế, không đến lúc bác là cứ bảo bỏ ra 30 triệu cái gì đòi zin thì không mà. Đấy. Đấy đây này. 1:1 của cháu bác nhìn đây này. À nói là 1:1 nhưng mà Mayer vẫn zin nhá. Mayer vẫn zin hết đấy. Những cái nhỏ đây là thu sau này này, bác nhìn này. Đấy thu sau này. Đấy. Thu này bảo hành cho bác 5 luôn. Đấy, bô này, càng này, nè, rè này, đấy, tay dắt này, đấy. Đấy, bác cứ cân đối đi, suy nghĩ. Bác xem video của cháu nhiều rồi. Kể cả bác không mua, cháu vui vẻ, mấy đồng hồ nhà cháu bác nhìn này, đồng hồ này, đấy. Rồi, rè này. Hơi nội luôn. Hơi xịn luôn. Vâng. Rồi, thế là bây giờ là cái xe của bác. Và có những cái gì cháu? Tôi thích cháu mới nói bác rồi. Đây này, bác thích, bác nghe cháu nói từ đầu này. Bác nghe cháu nói từ đầu này, và tất cả nghe lại này. Còn không được là thôi, cháu sẽ tắt máy này. Cháu rõ ràng này. Rồi. Bây giờ bác mua nhà cháu 21 chiếc xe phục dựng nên chọn gói là 25 triệu là xác xe của cháu màu đỏ. Nó có củ máy này, hơi đầu bò, tất cả củ máy này, khung sườn này, giấy tờ biển số là xịn 100%, được chưa? Ừ. Còn lại bình xăng này, yên này, thụt trước thụt sau, bô này vành này. Sinh nhan này, pha đèn này, cùng công tắc này, tay lái này, tất cả mọi thứ cho vào hàng 1:1, được chưa? Đấy. Nếu mà bác bảo kia ơi, bác muốn đổi bình xăng thì cháu cộng thêm tiền. Tiền gì? Ví dụ tùy bình xăng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Bác bảo pha đèn ví dụ có loại bìa 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Tùy gì? Rè trước nó có rè 1 2 3 triệu. Thủ trước có loại 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Đấy vành zin thế. Còn lại này, Mayer này, cũng là Mayer theo xe cho sơn lại mới này, 5 Mayer zin này. Đấy. Những cái càng cổ này là zinet này, cháu là của bác này cháu giữ lại này, nhỏ nhặt này. Đấy, Mayer sau zinet này. Đấy, có hiểu không ạ? Còn cái tay sách này, sinh nhan này, đây sinh nhan này. Đấy, hay là thủ trước, thủ sau này. Những cái chính đấy, đồng hồ, pha đèn, vành đèn cũng tắt. Bác thích thì bác thêm tiền vào, không thích thì thôi. Bác vẫn đi bình thường. Đấy, bác đã hiểu vấn đề chưa? Chứ còn bây giờ bác bỏ ra 30 triệu nhưng bác cái gì cũng đòi zin thì cháu thật với bác này. Bác có quyền không mua. Giờ bác phải nhớ vẫn là tiền, nên cháu hỏi bác những người ta dọn con 100 triệu hơn 100 triệu thì sao ạ? Thế chẳng lẽ nhà vứt đi 70 triệu đấy à? Nhưng mà bác đấy, bác đang hỏi là bây giờ cái đồ lô đó thì dùng được lâu không? Cháu cam kết cho bác dùng lâu hay không là của bên tại người. Rồi, bác thì không có nhu cầu có đi xe máy nhiều nhưng bác muốn là bác sực để bác nhìn thôi, bác ngắm thì đấy, thì cháu bảo bác rồi đấy, cháu làm cho rõ ràng lắm, bác thông cảm, ai hiểu cháu thì hiểu, không hiểu cháu không quan trọng nữa, vì cháu giải thích như thế là quá đủ rồi. Đúng không ạ? Cháu giải thích quá đủ cho bác rồi. Đây mà là bác tay nghe mắt thấy luôn. Này, mắt thấy tai nghe luôn. Biển số xe đỏ là của bác, là biển số đâu cháu? Biển ở đâu rồi cháu sẽ tìm biển ở đấy. Nếu ví dụ có Thanh Hóa cho bán cho bác, nhưng hiện tại không có Thanh Hóa màu đỏ. Vì bác nghe con nói này, màu đỏ rất là hiếm. Là vì màu đỏ nó chỉ có đời 9 năm quay đầu thôi. Đúng không ạ? Đấy, đa số là màu đen, nhưng cháu vẫn có màu đỏ cho bác. Đây cháu sẽ tìm. Mang cháu hộp đăng ký đây chú ơi. Cháu tìm vài cái màu đỏ.
cứ có màu đỏ cho bác lại được theo đăng ký. Còn sao bác thích bác rút hồ sơ, bác thích vào tên bác bị Thanh Hóa cho rút hồ sơ cho bác. Không cần rút hồ sơ bác, không cần rút bác mang xe về, bác có đi đâu mà. Còn cháu nói thật với bác rút nhà bác ô tô đằng này sân cháu là chồng bác đi đâu. Nhưng cháu nói để bác hiểu, nhiều khi các bác cứ đòi hỏi rất là nhiều là cháu rất là bực mình. Cháu bực mình là tính cháu rất là thẳng thắn. Nhưng mà thích đồ thơm đúng không? Đúng rồi, đấy bác nói thế cho nó dễ. Bác cháu mình toàn đàn ông mà, nói cho nhanh. Thế còn bây giờ bác hỏi cháu mở cửa hàng ra là cháu phục vụ các bác. Là cháu không có lãi cho mà mở cửa hàng ra xong là cứ nọ kia đâu. Còn ai hiểu thì không hiểu, thôi cháu không quan trọng. Bác thông cảm như thế. Vì sao vì cháu cũng giải thích cho bác rồi chứ phải không đâu. Cháu có phải là cái thằng gọi là vớ vẩn đâu. Đây cháu tìm màu đỏ cho bác, cháu chọn cho bác vài cái biển. Vì không dám quay đây, cho quay này để dỡ bị vi phạm bản quyền. Để cho lọc ra cho đọc cái biển màu đỏ, bác cứ cầm đấy. Cháu đang tìm những cái nào màu đỏ cho đọc biển cho bác. Đây bác nhìn qua này, một đống cái tờ nhà cháu đây là bác nhìn này. Một lô xích sông này, chỗ này phải vài trăm biển, bác nhìn đây này. Vài trăm xe. Đây cháu tìm màu đỏ, bác chờ cháu tí. Đấy cháu đọc những cái nào màu đỏ. Đây vì đen rất là nhiều. Để cháu được cái nào cháu đọc luôn. Đây toàn đen thôi. Đấy. Còn bác thích nha, cháu rút hồ sơ cho bác vào tên bác là màu đỏ ngay. Đấy. Đây toàn màu đen này. Bác chờ cháu tí. Cháu vẫn đang tìm đây. Đây rồi, đỏ đây rồi. Đỏ có đại biển 20. Không rút hồ sơ được. 20 thôi. Đúng rồi. Sau này không rút hồ sơ đâu. 20 Thái Nguyên mà. Vâng. Đây toàn màu đen thôi. Đây toàn màu đen. Có cây nào là biển 30 không cháu? Sợ, lấy đâu ra mà có bác mất thêm tiền. Cháu nói thẳng luôn, biển Hà Nội nó mất thêm tiền. Các bác cứ bình tĩnh cho tìm cho nó có mà. Đen nó nhiều lắm. Đây có màu đỏ biển 29 đây nhưng mà đắt. Mấy khách cũng đặt rồi. Có cái biển 30 đây nhưng màu đen. Đây toàn màu đen thôi. Có biển 36 đây cũng màu đen luôn mà khách cũng lấy rồi. Có cái màu đỏ đây biển 26 đây. Nhưng mà nó biển đẹp. Sơn La. Hạ Long Quảng Ninh này. Cái này chắc là màu 14. Cũng đen luôn này. 14. Con này cũng đen. Con này không ghi đen hay đỏ này ở đây này. Con này. Cái con này nó không ghi đen đỏ luôn này. À đỏ đây rồi. Đỏ nhưng mà ghi bán rồi. Đây rồi, đỏ đây rồi. Cổ luôn. Cổ luôn đỏ nhá, cho biết là đỏ. Biển 14 này. K3 039 3039. Biển Quảng Ninh. Quảng Ninh. 14. Biển giao thời giữa 3 số và 4 số. Đấy cho quay thêm một biển này. Cho xem còn nào màu đỏ nữa không. Màu đỏ thì nó ít mà bác. Đấy, màu đỏ nó không như màu đen đâu, màu đen nó rất là nhiều. Đấy, nhiều người thì thích màu đen này đầy đây. Nó vẫn đang lọc đây. Có biển Nam Định này đây mà màu đỏ đây nhưng mà ông kia ông đã bảo hôm nay ông chốt thì chưa thấy ông điện thì thôi. Đỏ này. Đỏ này. Toàn đen hết. Nhiều đen lắm, toàn đen là đen này. Đây màu đen hết. Đây màu đỏ đây này. Đây để cháu lôi cái này ra. Đây. Con này con gì đây? Đây này cho con xe gì vào đây? 1591 ở đây. 124 phân phối ở đây. Còn mỗi con đấy màu đỏ thôi các bạn. Đuôi đẹp đấy, 3039 đấy. Là con Quảng Ninh nha cháu. Vâng, có mỗi con đấy thôi. 14. Vâng, 14. Thành phố Hạ Long luôn, Quảng Ninh luôn. Đấy, thành phố Hạ Long biển. Đấy. Cháu không dám cho vào vì nó sợ vi phạm bản quyền, bác hiểu không? Nên mạng nó vi phạm bản quyền nó không đăng lên TikTok, Zalo các cái thứ được. Thế là con xe này thì làm thì bao nhiêu ngày là xong nó? Con này chắc chắn là bác phải ra Tết mới lên được rồi. Vì nhà cháu đây này, lịch nhà cháu giờ là hơn 50 xe, gần 60 xe rồi. Gần 60 xe rồi. Đấy. Ví dụ hôm nay bác đặt chẳng hạn. Ví dụ hôm nay bác đặt thì ngày mai ngày kia trong 3 ngày là xe của bác đã rã ra rồi.
cũng rã hết ra rồi, là khung ra khung sườn ra sườn rồi, có hiểu không ạ? Đấy, còn vấn đề lắp ráp thì ví dụ như là của cháu chờ một ngày đẹp nhất là cháu lắp thôi. Đấy, ví dụ ngày nào, ví dụ ra Tết là ngày nào bọn cháu sẽ lắp cho 3 ngày là xong. Thực ra làm một con xe chỉ trong vòng 1 tuần thôi, đấy nhá. Một con xe chỉ làm cho 1 tuần thôi. Nhưng vấn đề là khách hàng ta đặt ấy, ai đặt trước mình phải làm trước. Đấy. Cái xe đang rắc là xe bạn nào đấy cháu? Xe này cháu giao đến cho bác trai ở thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa nhà bác. Đúng rồi, thành phố thành phố luôn. Bác này nổi tiếng ở ngay thành phố đấy. Cháu biết là bộ đội nhưng không dám nói vì người ta không cho nên tên. Ông này làm vâng, làm ở trong có chức có quyền đấy. Quan chức về xã hội thì cả thành phố Thanh Hóa này bác đều biết hết. Nhưng mà cháu không dám nói. Không nói được bác ạ. Không nói được. Cũng như bác ấy, bác bảo kia này không thích nên bác không biết lên mặt là cháu có xe che mặt. Vì không phải ai cũng được phép. Tức là cháu làm ăn trên mạng là cháu rất muốn xin video. Nhưng mà không phải ai cũng dám cho lên mặt, nhờ người ta không thích. Thế cho nên là thôi, kể cả cái con xe Made in Malaysia của cháu đấy, đấy mấy trăm triệu đấy, hơn 200 triệu mà khách cũng không cho lên thì thôi cháu không cho lên. Cháu chỉ cho lên xe thôi, không cho lên mặt. Đó. À, biển cho, đẹp. Thông nhất thì chốt con xe bằng gì? Quảng Linh đó, 14. À, con xe Quảng Linh đi. 14K3039 đó. Biển đấy các bạn sạch sẽ rồi. Bác ơi, xa gần quan trọng gì, xong là bác tích rút hồ sơ cháu rút được nhá. Đấy. Vâng. Các bạn nói thật lòng với bác này, cháu có biển Thanh Hóa cháu để cho bác thôi, nhưng nó không có, bác hiểu không ạ? Đấy. Vâng. Thì trước hết là bác tên là gì để con chốt trên điện thoại luôn này. Bác Phong. Đây. Bác Phong ở Thanh Hóa. Vâng. Không phải bác đang nhà bác. Vâng. Để cháu nhìn. Rồi, không phải ai được lên video đâu, thế con nói luôn này nhá, để xong là bác chốt cái cọc cho con nhá. Đây. Con chốt cho bác Phong ở Thanh Hóa đúng không ạ? Một chiếc xe Win màu đỏ, biển 14. Đấy, K3039, thần tài đấy bác. Bình thường bác con mất, bình thường con lấy thêm tiền con biển rồi đấy, nhưng con không lấy nữa. Đấy, chọn gói cho bác lên là 25 triệu. Còn bây giờ con hỏi bác là bác thêm cái gì thôi. Đấy, cái điều quan trọng. Bây giờ bác thì bác thật sự có nói cái kiểu là bác không có nhu cầu là bác đi xe máy. Vâng, bác không đi xe máy. Bác dựng để trưng thôi. Ừ, đúng rồi. Thế thì con chỉ tư vấn cho bác này nhá. Bác lên vào cho con cái bình xăng lên thủ trước. Thế thôi, hai thứ đấy thôi. Nếu thêm được yên nữa là tốt nhất. Còn không, bác không cần vào cái gì cả, nó đã đẹp rồi. Nhưng mà theo con là tối thiểu nhất bác vào cái thủ trước và cái bình xăng và cái yên. Ba thứ đây thôi, cái xe nó đẹp hẳn luôn. Mà nó thêm nắm vào tiền đâu, bình xăng bác vào 3 triệu, thủ trước 3 triệu, tối thiểu là mới. Yên 1 triệu rưỡi nữa, là bác vào là tổng là 6 triệu rưỡi. Đúng không? 6 triệu rưỡi cộng 12, 5 triệu mới là 31 triệu rưỡi. À đâu, 2 triệu rưỡi, yên zin. Thì cái xe nó sẽ đẹp, đây là bác nhìn đây này. Cái xe đẹp nhất hay không, người ta nhìn đẹp hay không là đầu tiên là cái thủ trước đúng không? Nó con ốc đây là zin. Cái bình xăng cái yên bác nhìn nó lồi lõm này, nhìn nó đẹp không? Nó gân guốc này nó đẹp không? Đúng không? Còn yên nô bác nhìn này, yên nô trông lên trông này, đấy nó bẹt 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 này, ví dụ thế, đúng không ạ? Có hiểu ý? Đấy thì cái xe bác lên đúng rồi. Thành 31 triệu rưỡi đúng không cháu? Đâu 32 triệu rưỡi. Bình xăng 3 triệu này. Yên thụt 3 triệu là yên 1 triệu rưỡi là 31. 32 triệu rưỡi con cộng nhầm đấy. Thực ra 30 32 triệu rưỡi là mấy đâu bác? Nhưng cái xe bác nó lên đúng như thế này luôn đây. Hơi đầu bò đấy bác nhìn này. Đấy, hơi. Đấy, và điện cho bác là IC zin. IC zin luôn. Có nghĩa là chung là bác nói với cháu này, cái này thì nó cũng không quan trọng cái chuyện là thêm bước một chút. Cháu vâng, là, vâng. Bây giờ là bác cháu mình, bây giờ là thôi, tính tròn 32 triệu đi, cho nó xong đi. Ok. Cái giá này là giá cho ship về đến nhà thì bác. Không, không, ship thì cháu phải tính bao nhiêu cây số cho cộng tiền ship bác ạ. Hoặc cháu gửi xe khách thì cháu không lấy tiền. Nhưng mà thường thường dân này thích rất thích cháu đến tận nhà. Đến tận nhà thì hay hơn, nhà ta sẽ yên tâm hơn. Tao là muốn mày đến tận nhà. Đấy, thì ví dụ cháu điền đến nhà bác bao nhiêu cây số cho tính bằng cái tiền gọi là 10.000 một cây thôi, nó rẻ mà. Đúng không? Nhà cháu ở trên Đồng Văn đúng không? Nhà cháu ở thành phố Phủ Lý, đến nhà bác tầm khoảng 100 cây, 120 cây. Nhà cháu Phủ Lý chưa đến Đồng Văn đúng không? Nhà cháu ngay Phủ Lý thôi. Đúng rồi, cách Đồng Văn 10 cây. Ừ. Đấy. Phủ Lý về nhà bác, cháu qua bái đính cho về nhà bác. Ôi thế nhà bác là lối trong à, không phải thành phố à? Nhà bác ở miền quê. À thế thì đi lối đường Hồ Chí Minh à? Đường Hồ Chí Minh, đúng rồi. Ok, thế giỏi 500 cây. Đúng rồi, coi như chắc lọc các bác 500 cây rồi, thoải mái mà. Bác yên tâm là với quan điểm của cháu này này, là cháu rất muốn làm sao là có khách đầu tiên. Có việc lãi nhiều lãi ít, bác đã nói bớt 500 cháu không quan trọng đâu. Cháu biết bác không phải bớt nọ kia nhưng mà thôi thế cũng được. Cháu cũng rất thích kiểu làm tròn, thoải mái. Ok cháu. Ok, bây giờ cháu gửi số tài khoản.
chốt cho bác cái ngày giá xe. Chốt cho bác thì bây giờ chốt cho bác này nhá, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 đến 28 âm. Tức là ăn Tết xong ấy thì... Đúng rồi. Ok. 25, 28 nhá. Là qua ăn Tết xong ấy, chứ không phải là Tết đâu. Không. Bây giờ nhá. Không, bây giờ bác có đưa bảo kia đây, bác cho mày 3 triệu cháu không làm kịp. Đây người cho cháu tiền đấy, bác xem video đấy, cháu không làm kịp rồi. Tầm này là chịu rồi. Tầm này bác có bảo kia đây cho mày 5 triệu mày làm kịp Tết cháu cũng chịu rồi. Tầm này nó là thế rồi. Chứ cháu cũng muốn tiền nữa. Sẽ là 25 đến 28 tháng riêng á. Vâng. Muộn nhất, sớm nhất là 20. Sớm nhất là 20, nhưng 20 cháu có lịch đi gì đi Hà Nội 2 xe rồi. Thế của bác là như thế. Anh em chở ăn Tết xong nó còn nghỉ đến 8 mùng 10 nó mới đi làm. Đúng rồi, thì có phải đến tận 25 không? Thôi mày cố gắng mày làm trong năm cho bác. Không được. Một là thế này này. Cháu nói bác là cháu rất muốn kiếm tiền, nhưng bây giờ bác mà bảo cháu làm trong năm này cháu bỏ kèo này rồi. Chắc chắn cháu không nhận rồi. Bác có bảo cho bác có cho 3 triệu đến 5 triệu cháu không nhận mà. Vì nhà cháu đang bác này, nếu bây giờ bác ra ngoài mới làm chỗ khác ấy. Bây giờ anh em khác người ta làm cho thì vẫn kịp. Còn nhà cháu thì nó thật bác phải thông cảm. Cháu không kêu đâu. Đấy. Rồi. Vâng. Okay. Còn chốt là bác cháu mình. Chốt rồi lên lịch. Nhà cháu là đường 1A hay là nhà cháu cách đường 1A một cây số. Bác bất kỳ nào qua đây bác vào nhà cháu gửi vị trí cho bác. Địa chỉ. Đường, đi từ Thanh Hóa từ Ninh Bình ra là bên tay trái tay phải cháu. Nhà cháu đến chỗ ngay Mường Thanh. Ngay ga Phủ Lý, vườn hoa Phủ Lý bác rẽ vào một cây số rồi đến. Tôi là biết thế thôi nhưng không quan trọng. Vâng. Okay, cháu. Bác yên tâm nhá. Mình... Vâng. Người lớn ăn nói nó phải chuẩn chỉ rồi ok cháu. Vâng, thế trước hết là bây giờ cho cảm ơn bác rất nhiều. Bác đặt cho cháu 5 triệu. Vâng ạ. Thế là cháu cảm. Chốt xe bác là 32 triệu. Vâng, bác Trần Phong đây rồi. Cháu đọc lại từ đầu này. Cháu chốt cho bác Trần Phong ở Thanh Hóa một chiếc xe Win biển 14K3039 đấy. Là giá 25 triệu, nói rõ như thế. Bác cộng thêm dù trước cộng bình xăng cộng yên là tổng 32 triệu. Cộng ship tận nhà bác đi thử, bác kiểm tra, bác cho thợ đi kiểm tra các kiểu là điều ok với giả tiền. Đấy là cái uy tín của cháu. À, ok bác nhá. Thế cháu chào bác, có gì thì đấy chốc cho vào nhắn tin cho gửi số tài khoản. 32 củ. Vâng ạ. 5 củ luôn. Ok bác, okay. Cháu cảm ơn bác. Vâng. Rồi. Đấy bác chu bill lại, bác đặt cọc chu bill lại. Hôm nay cháu vào nhà bác, cháu quay video nhà bác này rất là đẹp đấy. Cái xe này mà đặt ở chỗ cái tivi nhà bác có chỗ góc nào nó rất là hoạn liệm luôn. Đấy, cháu biết nó. À, lại nói cháu mới mua xe trong Thanh Hóa bác ra xong thì ông Linh Bình ông ấy đặt cọc ấy. Bác xem video ấy chưa? Chưa về nhà nó bán đấy. Rồi. Bác yên tâm nhá, uy tín tạo niềm tin. Đấy, một lần nữa cháu cảm ơn bác Phong. Bây giờ là bác nói với kia này, bây giờ mình làm ăn nó phải uy tín. Đúng rồi. Chắc làm trên mạng nó phải thế bác. Bây giờ nó không giống ngày xưa, bây giờ nó lại ăn nó ngày xưa khác, bây giờ nó làm ăn nó phải chuẩn chỉ chứ không có. Đúng làm rồi, ăn cháu mới làm cháu. Cháu có lừa bác là 5 triệu, cháu có giàu ở đâu. Vâng ạ. Nếu như bác lệch với cháu, bác lệch với cháu một chút nào cháu vào tận nhà bác. Đúng rồi. Để cháu xử lý. Còn cháu lệch với bác một chút nào bác về tận nhà cháu luôn. Đúng rồi. Còn đây ra tài cho bác đây. Vâng. Cháu biết đây. Rồi, cháu biết rồi. Đấy, nhà hai cái ô tô đấy anh em xem nhá. Nhiều người cứ bảo là mua xe máy thả mua ô tô mới đi, người ta thừa ô tô rồi. Đây, đây bác nói với cháu này, có Lexus của bác không đi. Vâng ạ. Bác không đi. Vâng. Đúng rồi, giờ S350. Bác không đi. Vâng. Nhưng mà bác muốn là bác có thể đạt. Có nghĩa là cháu này, cháu tóm tắt cho bác này này, không phải bác có. Mình phải chuẩn chỉ, có nghĩa là chuẩn chỉ này này, bác phải chuẩn chỉ với cháu. Vâng. Để cho cháu không phải suy nghĩ gì. Vâng ạ. Không, mình là người lớn. Cháu nói bác này bác là bác cháu mình là ok rồi là chốt. Bác không phải là thiếu tiền để mua con xe 100-200 cháu biết. Nhưng mình không cần thiết. Mình mua con tầm 30 hơn 30 mình gọi là trải nghiệm để tìm cả cà phê thôi. Chứ nhiều người nhiều người ta không hiểu đâu, kệ thôi bác đam mê mới hiểu được. Bây giờ nói mồm với nhau nó khó. Mà mang vào giúp cho bác được. Vâng ạ. Mày xử lý lại cho bác con 81 này. À rồi. Vâng. Đây. Vâng. Ồ con này cũng hiếm đấy bác. Con này đẹp nhỉ. Này xử lý cho bác con 81 này phát ok luôn. Vâng ạ. Mày vào mày bê luôn ra cho mày xử lý cho bác. Thôi, vâng. Đấy. Okay. Cháu này cháu không nhận làm xe ngoài, nhưng mà những người làm xe nhà cháu mà để làm lại là cháu có cửa để làm và bác yên tâm vì tất cả làm cái gì giá cả là cháu báo hết cho bác yên trước khi nào. Bác yên tâm. Vâng. Thôi tổng nhất thế nhá. Vâng, thế cảm ơn bác nhá. Cháu tặng mình chốt à. Chốt ạ. Cháu 5 triệu. Ok, đấy cháu gửi số tài khoản đấy. 7 triệu. Bác nhận hàng. Kiểm tra. 100%. Ok bác. Vâng. Vâng. Cảm ơn bác. Vâng.